shopmitsutv.com, đăng nhập vào shop nhận ngay 10k miễn phí. Đặc biệt khi chúng ta nạp tiền và quay kim cương có cơ hội nhận được x2 vào tài khoản nhá. Anh em nào mà chúng ta đang muốn có nhiều kim cương còn chần chừ gì, không vào ngay đi anh em ơi. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một số cập nhật mới sắp tới sẽ có trong game nhá. Ok. Và ngày hôm nay thì chúng ta mới có vòng quay chế tác, đó chính là sự Akakilan quay trở lại nhá. Rồi ở đây thì mình sẽ truy cập vào cho mọi người xem. Thì Akakilan ấy, chúng ta chỉ mất 5 đá, 3 bản vẽ mà thôi. Khá là dễ nhở. Theo mình thấy là có hỏa Kilan là nó ngon nhất, vì tăng tới 2 tốc bắn này và một băng đạn. Theo mình thì cái skin này ấy chỉ mất 3 đá này, một bản vẽ mà thôi, thì nó khá là ngon đúng không? Rất là ngon luôn. Và bạn nào mà chúng ta không có điều kiện thì anh em cứ đổi sang skin hỏa kỳ lân cho mình, vì mấy cái skin kia ấy nó khá là cùi đó. Và ở đây thì mình có 1.198 kim cương, mình sẽ quay test cho anh em xem không biết là chúng ta được cái bản vẽ nào không nhá. Nếu mà được ấy thì mình sẽ đổi sang hỏa kỳ lân luôn, test cho anh em xem. Ok này. Có vẻ là máy phát đầu nó hơi xui một tí nhở. Mong là mình chỉ cần trúng được một bản vẽ mà thôi. Một ca kim cương mình cần trúng một bản vẽ thôi. Và anh em nào đang xem, nếu chúng ta muốn có nhiều kim cương thì anh em cứ đăng nhập vào shop của mình, tặng ngay 10k miễn phí khi chúng ta đăng nhập vào shop này, và kim cương free nhá. Đó. Ôi mình quay mà vẫn chưa trúng được một cái bản vẽ luôn, nó khá là xui đấy. Chúng ta sẽ qua vòng quay vàng giải đen nhá. Tại sao hôm nay mình quay khá là xui nhỉ? 5 lượt tiếp theo này. Ôi vẫn không trúng được luôn anh em. Vẫn không trúng được. Khá là xui nhỉ. Mình cứ tưởng là một ca kim cương chúng ta phải trúng được khoảng một bản vẽ cơ, nhưng mà chỉ trúng được 2 viên đá chế tác mà thôi, nó khá là xui nhỉ. Rồi vậy là mình quay hết kim cương rồi anh em mà chúng ta không trúng được. Ở đây mình có 6 cái quay kim cương, chúng ta quay luôn nhá. Trúng được bộ đồ này. Nói chung là bạn nào mà chúng ta đang xem ấy, anh em đang phân vân không biết đổi skin xuống gì, thì mình khuyên anh em nên đổi sang skin hỏa kỳ lân nhá. Vì cái skin này ấy nó khá là ngon, tăng tới 2 tốc bắn liền. Ok và tiếp theo thì mình sẽ ích cái xưởng chế tác đi nhá. Ích cái xưởng chế tác đi. Và chúng ta qua cái sự kiện nhận quà free trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì có đăng nhập tích lũy này. Anh em đăng nhập 4 ngày chúng ta có rất là nhiều quà, 2 hộp sao kim. Đó. Ở đây chúng ta có 2 hộp sao kim nhở. Rồi soi xám này, mù làng khách tím này. Tóc này thì có rất là nhiều bạn chúng ta thấy đẹp đúng không, vì nó phối đồ ấy cực kỳ ok luôn. Và cuối cùng là ba lô rồng đen, ba lô rất là chất lượng. Ở đây thì mình sẽ nhận cái hộp sao kim nhở. Tiếp theo thì chúng ta có chơi với bạn nhận quà khủng này. Khi mọi người chơi 5 trận chúng ta có skin AK dùng lửa. Skin tăng tới 2 sát thương một tốc bắn, rất là ngon đúng không? Ok, nói chung là mọi người cứ chơi cùng bạn 5 trận thôi là chúng ta sẽ nhận được. Đó. Và đây là một số sự kiện mới ở server chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng mọi người đang xem, nhớ like, đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với sự kiện, đó chính là Saitama sắp tới. Thì ở đây mình có qua một cái server nước ngoài ấy, mình thấy người ta có một cái bức hình, đó chính là sắp tới nhá, mọi người sẽ hoàn thành xong một cái nhiệm vụ, chúng ta sẽ nhận được một cái thẻ như thế này, anh em thấy chưa? Và thẻ này sẽ dùng quy đổi sang phần quà nhá. Tiếp theo thì sang một cái phần như thế này nhá, thì anh em cũng có hoàn thành nhiệm vụ này, như là đạt được 3 kill, chơi 3 game đó, rồi là chơi 15 phút, anh em cũng có một cái thẻ nhá. Và chúng ta sẽ khám phá 4 khu vực trên map đảo quân sự 2.0 nhá. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với 4 cái hộp chúng ta sẽ nhận free trong sự kiện sắp tới. Thì sau khi anh em mở 4 hộp này ấy sẽ có phần quà khác nhau. Ở đây là người ta sẽ cho xem 4 cái hộp ở từng server khác nhau mọi người nhá. Đó, 4 server ở từng cái 4 cái hộp ở từng server khác nhau. Nên là anh em sẽ thấy ấy, từng cái phần quà trong cái hộp nó sẽ khác nhau nhá. Đây, như là một số server thì hộp vàng có trang phục này,
hộp vàng có cái ba lô rất là đẹp này. Ok, thì nói chung là một số server ấy, nó sẽ cho phần quà khác nhau nhá. Đó. Ok, và ở đây thì anh em sẽ có một cái ảnh này và cái bìa hình nắm đấm, nhìn rất là chất lượng luôn. Anh em không nên bỏ qua phần quà này nhá, nhìn rất là chất lượng, quá là chất lượng luôn đấy. Tiếp theo thì sẽ có một cái dù này, phần quà sẽ được free dù Saitama. Sang đây thì mọi người sẽ có ba lô, một gói trang phục này. Đây, một cái server nước nào mà người ta cho cả trang phục vào đây. Trang phục Ubara đấy mọi người. Urbana. Tên đọc rất là khó luôn anh em. Nhưng mà nhìn cũng khá là đẹp. Mình thấy có cái mắt và cái tóc này, khá là ok. Nhưng mà đây là trang phục của nữ nhá. Và trang phục của nữ mọi người thấy là nó sẽ liên quan đến server nào chưa? Server Việt Nam chứ còn server nào anh em. Toàn cho free trang phục của nữ thôi. Có khả năng rất cao là hộp quà này ấy sẽ bên server Việt Nam nhá. Ok, một số server thì người ta cho một quả hộp xanh ấy vào cái ảnh bia. Nên đó, hộp tím này có vé quay các thứ luôn. Đó, anh em có thể thấy là ngoài cái server đứng ngoài ấy, người ta cho quà nó cũng khá là ok. Và không biết là hộp nào trong đây ấy sẽ là hộp bên server chúng ta. Mình mong là có cái trang phục nữ mới ấy sẽ là trang phục trong hộp quà bên server chúng ta nhá, thì nó sẽ rất là ngon, cực kỳ ngon luôn đấy. Ở đây mọi người có một cái ván Saitama này, nó sẽ có hình nắm đấm nó bay xuống nhá. Liên quan đến Saitama là toàn nắm đấm thôi anh em. Đó, cái gì cũng nắm đấm luôn. Và hy vọng mọi người đang xem, chúng ta nhớ like và đăng ký giúp mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây, người ta có khám phá mấy hộp vàng trong đây. Thì mình thấy có hai hộp vàng. Có hai hộp vàng là sẽ có trang phục nhá. Và có một hộp vàng thì sẽ có cái ba lô rất là đẹp này. Và không biết là mọi người thích trang phục hơn hay là cái ba lô mới hơn. Vì mình thích, mình thấy cái ba lô mới ấy nó khá là đẹp. Anh em thích trang phục mới hơn hay là ba lô mới hơn? Anh em nhớ comment ở dưới nhá. Đó, theo mình là mình vẫn thích trang phục hơn ấy. Vì ba lô thì tất nhiên anh em sẽ có rất là nhiều. Chúng ta vẫn thích cái trang phục mới hơn đúng không? À, ở đây mọi người có luôn một cái hộp này. Hộp sẽ có hộp kim cương. Sẽ có hộp kim cương nhá. Không biết là hộp này mở ra thì chúng ta sẽ được bao nhiêu kim cương đây. Mình cũng khá là tò mò đấy mọi người. Không biết là chúng ta sẽ được bao nhiêu kim cương. Đó, ok. Nói chung là mình cũng cho mọi người xem tất cả phần quà trong đây thôi. Hy vọng anh em đang xem, chúng ta đừng quên like, đăng ký, bật chuông để cập nhật những sự kiện mới nhất từ mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bye anh em, hẹn lại anh em trong video tiếp theo này. Hay hơn, mới hơn nhá. Bye bye.